Thưa quý vị, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nêu, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các quy tắc, quy chế, cơ chế, quy định của Đảng, thực hiện dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đây vừa là sự kế thừa, vừa là bước phát triển chủ trương tăng cường xây dựng Đảng về chính trị của Đại hội 12. Thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng cũng chính là vấn đề được nhân dân Đà Nẵng rất quan tâm trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khẳng định, tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của Đảng, là tiêu chuẩn để phân biệt Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng phái khác. Thực chất, tập trung dân chủ chính là tạo điều kiện cho các quyết định của Đảng trở thành sản phẩm trí tuệ tập thể, phát huy được sức mạnh của đội ngũ. Thực tiễn những năm đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ 12 càng khẳng định rõ mệnh đề, thực hành dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong tất cả những sai phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố vừa qua, đều có chung một khuyết điểm là không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Thẳng thắn nhìn nhận, những vi phạm, khuyết điểm xảy ra ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thường là do cán bộ có chức quyền đã lạm dụng quyền lực, mượn dân chủ để áp đặt ý kiến của mình. Tập thể cấp ủy, thư vụ ở đó lại thiếu sức chiến đấu, ngại không dám làm khác, nói khác ý kiến của người đứng đầu, làm cho dân chủ bị lợi dụng, thậm chí có lúc bị vô hiệu hóa. Và hậu quả lớn nhất để lại chính là làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng. Bây giờ nhân dân thì cái niềm tin nó có bị ảnh hưởng, nhất là gần đây nhiều cái vụ kỷ luật mà đối với cán bộ lãnh đạo ở các ngành, các cấp. Quyền lực nó có một cái khả năng suy thoái, khả năng làm cho thoái hóa những người có quyền lực rất lớn. Thế từ chỗ là những cán bộ tốt khi chưa có quyền lực, nhưng khi có quyền lực rồi thì lập tức bị suy thoái. Tôi thấy một cái hiện tượng là những người mà đứng đầu ở một cái hệ thống bên dưới ấy, khi họ sai phạm thì cái hệ thống ngang ấy rằng không ngăn ngừa được, và khi không ngăn ngừa được thì nó thì dần dần người ta bộc lộ cái khuyết điểm của họ, và khi bộc lộ như thế rồi không kiểm soát được, không ngăn ngừa được thì chuyện nó vỡ lỡ ra, cấp trên xuống ấy, thì mới xử lý được, mà cấp trên xuống xử lý thì mất rồi, mất cán bộ. Bài học rút ra về đội ngũ cán bộ thời gian qua, đó là phải giải quyết bài toán về giám sát quyền lực. Bên cạnh tăng cường kiểm tra giám sát trong Đảng, nhà nước, thì phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực chặt chẽ và hiệu quả đối với công tác cán bộ là vấn đề hiện nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trước thềm đại hội. Muốn chọn được người có đạo đức thì bản thân cái chủ thể đó cũng phải có đạo đức. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây, ở yếu tố bên trong thì chọn được người đứng đầu xứng đáng, đó là cái yếu tố rất quan trọng để đảm bảo cho một tổ chức mạnh được. Ngoài ra phải có cái cơ chế, thể chế để làm sao huy động được cái sức dân, cái ý kiến của người dân, cái thẩm định của người dân đối với đánh giá cán bộ, đối với lựa chọn cán bộ. Có một nguyên tắc cần phải bảo đảm, đó là vì việc xét người, không vì người xét việc. Nếu đảm bảo được như thế thì chắc chắn là sẽ có một cái đội ngũ cán bộ toàn tâm toàn ý. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần thứ 13 của Đảng, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Ban Chấp hành Trung ương vừa qua đã chuẩn bị một cách công phu, khoa học, bài bản và kỹ lưỡng về công tác nhân sự, đồng thời phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong toàn Đảng. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng,
toàn dân đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đảng là cách thức để mỗi cán bộ đảng viên tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đảng về mọi mặt, tạo nên sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ đảng viên về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng,